Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt xin giới thiệu với các bạn chiếc đồng hồ vận năng điện tử tự động. Ở đây cái tự động nghĩa là gì? Bình thường các đồng hồ vận năng thì chúng ta sẽ phải bật các chế độ đo khác nhau để đo những cái linh kiện thiết bị khác nhau. Nhưng cái đồng hồ này thì tự động hoàn toàn, chúng ta chỉ việc là cắm dây và đo, bật công tắc nguồn thôi. Đây là model FS8232. Với model này thì chúng ta sẽ có thể đo được là điện thế một chiều, xoay chiều, đo được điện trở và đo thông mạch. Đóng gói sản phẩm rất là gọn gàng. Đi kèm thì có sách hướng dẫn sử dụng. Đây là chiếc đồng hồ của chúng ta, model là FS8232S. Đồng hồ thì có hai cái kim đo gắn sẵn đây rồi, một đầu dương một đầu âm. Chúng ta ở đây là có thể gì ạ? Tách cái đầu ra để hiện kim. Và khi dùng xong chúng ta đóng lại. Rất là an toàn. Về cấu tạo thì chúng ta thấy cái đồng hồ này sử dụng hai viên pin đũa kích cỡ 3 chữ A. Tháo này nắp này ra để lắp pin. Cái này là cái nắp gặn cậy ra thì nó có thể đứng được, để đặt trên trên bàn. Cái này là phần bao bì chống sốc bằng cao su. Tại mặt trên đồng hồ chúng ta có những cái nút sau. Thứ nhất là nút công tắc nguồn bật tắt. Thứ hai là nút hold là nó sẽ giữ cái kết quả đo lưu lại. Và khi các bạn bấm và giữ nút này thì cái đèn led này sẽ sáng này, để chúng ta soi rất là tiện dụng. Bấm và giữ nó sẽ gì ạ? Tắt. Và đèn led này cũng chính là đèn nền luôn. Bạn thấy có đèn nền đây. Còn nút thứ ba là cái nút NCV, là cái nút để các bạn thử điện không tiếp xúc và sẽ dùng để thử điện. Thì sẽ thử sau. Trước tiên chúng ta sẽ thử tính năng đo. Thì các bạn chỉ việc đơn giản là các bạn bật lên là nó sẽ tự động đo các thông số mà không cần phải điều chỉnh là đo thông số nào. Đầu tiên tôi sẽ đo với cái gì ạ? Cái ổ điện xoay chiều. Bình thường những đồng hồ khác là chúng ta sẽ phải điều chỉnh để đo điện xoay chiều, đây chỉ phải cắm vào thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đo thử điện một chiều bằng cách là đo cái cục pin 3 chữ A. Xem bao nhiêu vô, các bạn đặt cực âm và âm và dương và dương. Thì trên màn hình nó sẽ hiển thị cái điện thế hiện tại của viên pin là 1,643V. Các bạn có thể đặt ngược lại cũng được. Thì nó sẽ thêm dấu âm thôi. Đấy, không sợ cháy. Đây là đo điện thế một chiều. Các bạn có thể không cần điều chỉnh gì cả, chúng ta đo được luôn điện trở bằng cách là đặt luôn vào cái điện trở đây. Chúng ta sẽ ra được thông số điện trở là 224 ohm. Tiếp theo cái điện trở này là 10,35 kilo ohm. Rất hay, cứ việc đo thôi, không cần điều chỉnh cái thông số nào cả. Còn cái này là 1000 ohm, cái 1 kilo ohm. Chúng ta có thể đo được biến trở. Vậy đây là biến trở. Biến trở bạn chỉ cắm vào hai chân này và bạn xoay thì nó sẽ điều chỉnh gì ạ? Điện trở tăng giảm. Đây là không này. Không sẽ đo thông mạch, nó sẽ báo cho chúng ta. Đây là tăng dần ạ. Và cái này tăng đến được khoảng độ 10 kilo ohm. Tiếp theo chúng ta sẽ đo về thông mạch. Thì các bạn chỉ việc là gì ạ? Chập hai này lại thì nó sẽ kêu thôi. Ví dụ chúng ta sẽ đo cái công tắc này là thông mạch. Đây, bấm thì nó sẽ kêu. Bấm nó thông mạch. Hoặc là ta đo pin 9V. Các bạn sẽ cắm vào dương và cực âm. Đấy, chúng ta sẽ đo được điện thế tại viên pin này. Nó sẽ tự động đo, đây là 9,8V này. Đúng không ạ? Ngoài ra sau khi đang đo ấy, thì chúng ta có thể lưu lại được giá trị đo bằng cách là các bạn bấm vào cái nút này. Nó sẽ hold lại cái giá trị. Bấm nó lại trở lại. Đấy, ta muốn lưu lại giá trị đo thì chỉ việc bấm nút này. Ok. Tiếp theo chúng ta có một cái chức năng rất hay, đó là chức năng bút thử điện cảm ứng. Các bạn sẽ bấm và giữ cái nút NCV ở đây. Và các bạn để sát tới cái dây điện thì nó sẽ kêu. Nó sẽ thể hiện là gì ạ?
xa gần dần. Nếu mà các bạn để gần cái nguồn điện xoay chiều thì bạn thấy là cái biểu tượng sẽ lên tới mức độ số 3. Còn nếu xa dần nó sẽ gì ạ? Giảm dần. Và tiếng kêu cũng sẽ thưa dần. Cái này để các bạn dò dây điện trong tường hạn rất là hay. Và đo thử điện không cần tiếp xúc. Thì trên đây chúng ta vừa tìm hiểu chiếc đồng hồ đo điện vạn năng tự động hoàn toàn FS8232S. Có thể đo được điện xoay chiều từ 0,2 đến 600V, đo được điện một chiều từ 0,2 đến 600V và đo được ôm là điện trở từ 0 đến 10 mega ôm. Đo được tiếp xúc, đo thông mạch và đo được cái bút thử điện không tiếp xúc, tức là bút thử điện cảm ứng đấy. Ngoài ra thì có thêm cái đèn LED ở trên này. Rất là nhỏ gọn và tiện dụng. Các bạn chỉ bật tắt thôi là dùng được. Để tìm hiểu kỹ hơn về chiếc đồng hồ đo điện vạn năng tự động FS8232S, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.